Johnny Đặng xin thay mặt ban tổ chức Johnny Đặng Charity xin gửi lời kính chào toàn thể quý vị của đài BYN. Thì hôm nay anh chị em có trong ban tổ chức có Johnny và anh Vinh Nguyễn và chị Tuyết Hồng là đại diện cho ban tổ chức Johnny Đặng Charity. Tới đây có cuộc hội thảo về buổi golf charity tournament vào ngày 22 tháng 5 chủ tiết này. Thì trước khi vào chương trình chi tiết và chương trình thì Johnny muốn mời anh Vinh cũng như chị Thế Hồng gửi lời kính chào tới mọi người. Dạ, Vinh muốn gửi lời với khán giả của BYN TV về cái charity của Johnny này. Trước Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV 57.3. Chào anh Johnny Đặng và chào anh Vinh Nguyễn. Ok, thì anh em mình ngày nay có một cuộc tới đây, cửa chung có một cuộc trò chuyện. Thì tự host, tự biên, tự diễn. Bởi vì đây là giống như một cái gia đình. Thì việc đầu tiên là cảm ơn của đài BYN bởi cho anh em mình có cơ hội tới đây. Thì cũng như hàng năm, Johnny và anh em trong ban tổ chức giống như anh Vi và chị Vinh Phi và chị Tuyết Hồng thì có tổ chức một buổi chơi góp gây quỹ. Thì giống như mọi người đều biết, thì mỗi năm mình chơi tournament là một hình thức là một đánh golf. Nhưng mà cái thể lệ ở tournament nó có cái fun hơn mọi cuộc chơi góp bình thường. Là cái tổ chức mình vừa chơi golf, vừa có ăn ca nhạc, có ăn crawfish, all you can eat crawfish, và có ca nhạc sau buổi chơi golf. Thì mục đích chính đó là anh em gặp nhau hoàn huyên tâm sự. Thì thôi để mình sẽ giới thiệu quý vị anh Vinh P. Ảnh không những là trong ban tổ chức mà ảnh là một president của hội SVGA, là một hội chơi golf của Houston. Sẽ đi thêm chi tiết về thể thức chơi cũng như ngày giờ. Mời anh Vinh. Dạ, cảm ơn Johnny. Dạ, Vinh mỗi năm cũng ủng hộ cái charity của Johnny. Thì vì Vinh là chủ tịch của Houston Vietnamese Golf Association, HVGA.com. Thì những bạn bè trong cái Golf Association lúc nào mà những cái từ thiện mà có golf tournament thì anh em bạn bè được cũng ra muốn ủng hộ Johnny với cái charity, với những cái charity khác. Nhưng mà mỗi năm là anh em của cái golf association rất là sung về ra chơi. Mà mỗi năm Johnny cái golf này là ai ra chơi cũng được, tại vì cái format của cái golf này là two man scramble với four man scramble, nên dù mà có chơi hay chơi dở hay là mới bắt đầu biết chơi gì á, ai cũng có thể đến để ủng hộ cái charity, rồi xong ăn crawfish, rồi xong cũng vui chung với nhau. Ok, nhân tiện anh nhắc về crawfish thì giống như mình đã nói từ ban đầu, không những chơi golf mà còn có ăn và có ca nhạc. Thì cái đó đặc biệt là do chị Tuyết Hồng trong ban tổ chức và lo vấn đề mình nấu crawfish. Xin chị gửi lời tới mọi người chi tiết thêm là mình ăn crawfish như thế nào. Năm nay nghe nói là mình tới 500 bao lận thì nấu rất nhiều crawfish. Chị gửi đi, cho mọi người biết thêm chi tiết ạ. Thì giống như mọi năm đấy thì sau cái buổi golf tournament thì tụi Hồng có tổ chức một cái buổi ăn tối. Thì năm ngoái đó thì mình ăn theo kiểu Việt Nam, nhưng mà năm nay đó thì rất là đặc biệt, thì một cái mùa crawfish thì quý vị chỉ đóng có 30 đồng cho những người không có đánh golf, vào lúc 5 giờ chiều đó là ăn all you can eat, nghĩa là khi nào quý vị không thích ăn nữa thì thôi. Nhưng mà ngoài ăn crawfish ra thì cũng có những thức ăn thức uống của người Việt Nam, và với những em trẻ mà dưới 10 tuổi thì không phải đóng tiền. Và cũng được ăn những thức ăn như là finger food, tức như là các em có thể ăn dùng bàn tay được. Và những mà người chơi golf á, thì tiết kiệm cho đó là 120 đồng. Quý vị có thể vừa đánh golf, rồi có một cái raffle để mà thắng những giải chẳng của raffle. Rồi còn mình rồi có một tiết kiệm để mà ăn crawfish all you can eat. Thì anh Johnny Đặng sẽ nói thêm một chút về vấn đề mà golf như thế nào đó. Cảm ơn chị. Thì quý vị nghe cũng đã phân rồi. Đại khái là khi quý vị ra chơi tham gia golf thì giống như anh em mình đi chơi golf, mình anh Vinh Phi và anh Thomas, anh em trong nhóm á, mỗi weekend mình đi chơi golf cũng tốn gần cả 100 đồng rồi. Nhưng mà đợt này quý vị chỉ bỏ ra 120 đồng thôi thì được một cái vé ticket, có nghĩa có cơ hội trúng một custom made, bởi vì Johnny là chuyên nghiệp về làm những cái custom jewelry, thì một cái logo custom jewelry mà Johnny chính tay làm bằng vàng và hột xoàn, và được chơi golf cả ngày và ăn crawfish all you can eat thì chỉ có 120 đồng thôi, và có cơ hội trúng stroke fee, bởi vì stroke fee là
cái vô giá, bởi vì nó nói lên được cái tinh thần chơi golf của mình. Thì để mình quay lại sơ sơ về chương trình, về tại sao tụi mình lại có chương trình này và những chương trình hoạt động của chương trình hàng năm như thế nào, thì cái tình cờ nó có hai, có một vài cơ duyên. Thứ nhất là mình tham gia với anh Finby cũng như mấy anh em trong hội chơi golf, thì mỗi tháng anh em mình cũng đã đi chơi golf một lần và rất là đông. Vì vậy mình thấy ok, nếu mà nhờ anh em có đã chơi golf rồi, chơi vui rồi, thì nếu mà tham gia gây quỹ, mình vừa chơi vui gây quỹ nữa, thì đó là một điều rất là tốt. Vì cái cơ duyên thứ hai là vài năm về trước á, mình và Paul Wall là một người anh hát nhạc rap, bạn của mình, có cơ hội đi qua Sierra Leone là bên Africa để làm từ thiện. Khi mình qua đó mình tặng quà, tặng đồ cho những người nghèo, thì cho mình mới nhớ lại Việt Nam, mới nhớ lại cái hình ảnh mà hồi xưa sống và lớn lên ở Ba Mươi Thuộc. Thì mẹ nói ok, thì mình qua mình cho Sierra Leone rồi, thì mình phải nên nghĩ về Việt Nam mình, bởi vì dân tộc Việt Nam mình cũng nghèo không thua gì ở Africa. Đó cũng là một ý tưởng tại sao mình đã có cái chương trình này. Thì cho mình sẽ nói thêm về chương trình là mình sẽ donate được bao nhiêu và cho. Thì bây giờ cho mình mời anh Vinny nói sâu về thêm về tournament. Anh đã tham gia góp như thế nào, bao nhiêu người chơi rồi? Dạ, bây giờ đó thì là về cái charity là khoảng 70 người sign up, để cho thành ra khoảng 35 team. Mỗi hole thì là 4 người chơi, nhưng mà cái team là 2 người scramble với 4 người scramble. Cái format đó là ai mà ai cũng đánh banh mình hết, nhưng mà mình chọn cái banh nào nó tốt nhất á thì mình đánh tiếp, chừng nào mình xong cái hole đó thôi. Thành ra về cái việc mà thi với nhau đó thì cũng có cạnh tranh, nhưng mà thiệt ra là để cái tinh thần giúp Johnny về cái charity Johnny thì nhiều hơn, nhưng mà rốt cuộc anh em thì cũng muốn thắng giải, nên ai cũng rất là mong ra. Cộng với chị Tuyết Hồng, bây giờ chị Tuyết Hồng nói thêm về cái vụ sponsorship á, mà về cái team với nếu mà ấy không có chơi golf thì bao nhiêu? Dạ, thưa quý vị, cũng như tất cả các hội gọi thiện nguyện khác, thì hội charity của Johnny Đặng cũng có một cái package chung, đó là 500 đồng một package, gồm có là 6 cái ticket, là 2 cái ticket để play chơi golf, và 2 cái ticket để ăn crawfish all you can eat, và 2 cái raffle để mà có thể trúng giải. Còn với những cái người mà không có chơi golf á, thì mình đóng chỉ có 30 đồng để ăn crawfish all you can eat. Nói về vấn đề bảo trợ đó thì với tấm lòng của quý vị, thì tất cả những cái số tiền mà quý vị giúp cho hội, để hội có cơ hội để mà giúp cho những người mà kém may mắn hơn ở Việt Nam, thì chúng tôi đều rất là cảm ơn. Ngoài cái sự mà giúp đỡ cho những người ở Việt Nam, thì charity Johnny Đặng Charity cũng làm những cái chuyện từ thiện ở đất nước Mỹ, vì Johnny Đặng Charity nghĩ rằng mình cũng đã mang ơn rất nhiều đất nước Mỹ này. Thì trong những cái việc như là Thanksgiving hay là Christmas, thì hội cũng tổ chức những cái buổi cơm cho những người mà kém may mắn ở trong những ngày Tết đó hay những ngày lễ đó. Thì cũng như quý vị biết rằng Johnny Đặng không những là làm một charity để giúp những người thẳng cho những cái người mà kém may mắn, mà chính Johnny là một người rất là gọi là năng nổ, hay là rất là tất cả những cái hội từ thiện mà tới Johnny thì không ít thì nhiều, Johnny cũng có cái tấm lòng, nghĩa là chia sẻ những cái gì mà Johnny có cho những cái hội từ thiện đó. Thì Johnny có thể nói một chút xíu nào về cái vấn đề mà Johnny đã làm cái gì rồi đó. Cảm ơn chị. Thì rất là nhiều, thì với tấm lòng là lá rành đùm lá bóp. Người ta nói là lá lành đùm lá rách, đúng không? Cũng mình lá rách mình, thực sự của mình đó là của hết lòng nhiều. Vâng, là chính là mục đích của Johnny là khi mà tổ chức từ thiện này thì tất cả những chi phí về quảng cáo, về những in ấn, về những là Johnny đã tài trợ. Đó là việc thứ nhất, thì tất cả những tiền donate của quý vị sẽ được trực tiếp trao cho những người mà người ta kém may mắn được nhận. Việc thứ hai là Johnny trực tiếp cho những người cần nhận, không thông qua hội đồng cũng như là các đoàn thể bên cộng sản, hoặc là tất cả những người mà Johnny không thể biết được là có tới tay người nhận không. Vì vậy một đồng, mỗi đồng của quý vị sẽ được đưa trực tiếp vào những người, chẳng hạn như những em nhà cùi, những người mà hiếu học. Mỗi năm giống như năm cũng như hàng năm thì Johnny đã tặng khoảng 35 phần học bổng
cũng như là 50 hơn 50 phần cho những người nghèo, và cũng như người bạn thân của mình, anh ta là tên Tâm, là cũng là công ty vàng bạc Endless Diamond, ảnh cũng có cơ hội về Việt Nam thì mình cũng gửi cho ảnh một tấm check để họ ảnh cái tên nuôi tài trợ nguyên một nhóm 20 mấy 30 đứa trẻ mà mồ côi. Thì đó là những việc mà tụi mình làm là trực tiếp. Việc thứ hai là về từ thiện, thì mình muốn nói chính là tụi mình không có mục tiêu là sẽ gom góp bao nhiêu, một đồng cũng được, 100 cũng được, 1.000 cũng được, không có mục đích là bao nhiêu tiền. Mục đích là cho quý vị ra có tinh thần từ thiện, có củ ít lòng nhiều mà vui, chứ không là không. Tại vì thực sự mình cũng có rất nhiều hội từ thiện, bà con đã từ thiện rất là nhiều rồi, vì vậy nào mà cho này cũng rất là hiểu. Vì vậy khi mà cho quý vị ra tài trợ, đừng ngần ngại, một đồng cũng được, hai đồng cũng được, cho này được cảm ơn. Bởi vì quý vị mà tham gia là tụi này vui rồi. Tại vì cho này với ban tổ chức muốn tạo thêm một không khí ra một buổi ngoài trời ăn crawfish, gia đình bạn bè gặp nhau hoàn hiên tâm sự, đó cũng là một cái cơ hội để mình gặp nhau, có mình có rất đông bạn bè. Vì vậy để nói sơ về giờ nhất, anh Vinh nhắc sơ về chơi bao nhiêu giờ, mấy giờ đang crawfish để cho bà con rõ. Cảm ơn Johnny. Hôm đó thì 11 giờ đến 12 giờ rưỡi là anh em nào mà ghi danh để chơi golf á, thì nên ra đó để ghi danh. Rồi xong trong cái ghi danh đó đó thì golf nó bắt đầu 12 giờ rưỡi. Ban tổ chức sẽ có cái putting tournament, nghĩa là sẽ có ai mà đánh vô lỗ để gây quỹ thêm, thì cái người thắng cái putting tournament đó đó sẽ được nửa cái phần tiền mặt, còn nửa cái phần kia sẽ go to Johnny Dang Charity. Rồi xong lúc mà chơi á, thì là có những cái giải closest to the pin. Những người nào chơi golf á, thì biết là mấy cái par 3 á, nó cái gần, mình quất một gậy mà đến gần nhất cái cờ á, thì mình thắng được cái giải đó. Rồi xong cuối cùng á, là về cái điểm cộng lại đó, thì sẽ có một cái giải nhất cho 2-man scramble với một cái giải nhất cho 4-man scramble. Sau khi đó đó thì crawfish thì bắt đầu khoảng 5 giờ. Thì mời quý khách ra đó để ủng hộ. Nhưng mà Johnny muốn nhắn lại một cái vấn đề này, bởi vì để cho ban tổ chức tiện sắp xếp, bởi vì mình không biết mang bao nhiêu, dự tính là mang 500 pound. Nếu mà quý vị 300 người show up, có nghĩa mình phải nấu tới 900 pound lần, tại vì mình dự tính là all you can eat, quý vị ăn thoải mái, không muốn thiếu. Vì vậy xin mời quý vị nếu muốn tham gia phải đăng ký trước, chứ không có bán vé tại cửa. Quý vị nên nhớ về là không có bán vé tại cửa, có nghĩa là muốn tham gia ăn crawfish thì 30 đồng mỗi người, và liên lạc chị Tuyết Hồng làm ơn. Chứ quý vị đùng đùng 100-200 người show up là tụi này sẽ không đủ crawfish, tại vì mình phải tính trước để mua crawfish. Vinh muốn nói thêm á, là không phải là lúc mà ăn crawfish á, thì Vinh để cho chị Tuyết Hồng nói về những cái vụ mà entertainment. Nên bây giờ Vinh đưa qua cho chị Tuyết Hồng để nói thêm về vụ entertainment cho quý khách. Thưa quý vị, hàng năm thì tụi Hồng vẫn có những cái chương trình văn nghệ. Năm ngoái thì cái chương trình gọi là DJ thì gọi là mình có nhiều cái chương trình rap, rồi những chương trình của những người trẻ. Năm nay thì là mình có một cái gọi là One Man Band. Thì có những cái ca sĩ như là Thanh Thanh, ca sĩ Kiều Anh, ca sĩ Kim Phượng và một số anh chị em nào mà cảm thấy là mình thích chung vui và chia sẻ mà muốn lên hát cho nhau nghe thì cũng được thôi. Thì đó là hiện tại đó là cái chương trình văn nghệ gọi là bỏ túi, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ giúp cho quý vị thoải mái. Ngoài ra cũng có những mà anh cũng sẽ hát nhạc rap phải không? Thì chương trình hát nhạc rap có thể là quý vị nếu mà tùy, nếu mà tại anh em mình hát nhạc rap đội nói đại mọi loại nhạc đều để mục đích là làm cho vui, có nhạc để sống động. Tại vì năm ngoái thì có rất nhiều anh em trẻ người Mỹ gốc Việt tới, hoặc là người Mỹ tới tham gia, nhưng mà năm nay thì cũng có One Man Band giống chị nói, là em chị thấy là rất là vui. Rồi ngoài ra là mình còn những cái chương trình chẳng hạn như là xổ số, chẳng mỗi người, việc này đặc biệt cho nên muốn nhấn mạnh, khi quý vị trả 30 đồng ăn crawfish được một cái vé miễn phí, mà cái vé này có cơ hội trúng một món hàng được làm bằng hột xoàn và vàng của Johnny Đặng and Company, đó là của chính tay mình design và làm, thì chỉ 30 đồng được ăn và có cơ hội trúng một món hàng trị giá rất là quý giá. Thì đó là Johnny muốn nha. Ngoài ra còn có give back, trong cái give back thì có những nhà tài trợ, thì chẳng hạn như
Five Star Dentist họ tài trợ những cái món đồ để bỏ vô gift bag anh Vinpy hoặc là anh là anh nên bằng ra ATM Tech. Thì chị nói thêm về những nhà tài trợ, họ cho nhiều cái món quà nho nhỏ rất là xinh, mỗi người ăn vừa ăn nói được gói mang về nữa, có nghĩa là mang một cái gift bag về. Thì chị Tiểu Hồng nên nói thêm về những cái gift bag trong đó có thêm gì nữa. Thực ra trong kiếp bác thì hiện giờ có một số nhà tài trợ rồi, nhưng mà là để mình nói thêm về cái người mà tài trợ cho mình trước nhé. Thứ nhất là cảm ơn những nhà tài trợ là như là Fashino.com, Đó là AB Fasino để nhắc lại, đó là online của bà xã mình, bởi vì bà có một cái Beauty, online riêng Fasino.com, tự design riêng của bà. Cảm ơn bà xã. AB Beauty của chị Kristen Huỳnh, Allstate, V Agency của anh Vin, ATM Tax của anh Bằng, Lon Cà Phê, Bella Cà Phê, Bang Bê Cà Phê, Nick Bảo của Lober Casino, dĩ nhiên là cô Johnny Đặng Company, Endless Diamond của anh Tâm, và các đài truyền thông như là BUN TV, ABTV 57.3. Rồi ngoài ra ba chị em chúng tôi còn có nhiều người khác cũng giúp cho trong cái buổi tiệc hẹn đó, như là chị Mỹ Linh, anh Thomas Nguyễn, và còn tất cả những chị em khác mà chúng tôi không có thời giờ để mà cảm ơn hết tất cả. Thì ngoài ra anh có những điều gì muốn chia sẻ thêm Mình không? muốn chia sẻ là thêm quý vị, nếu mà có cơ sở thương mại cũng như có muốn quảng cáo về cơ sở thương mại của mình thì tài trợ cho chương trình, thì giống như Johnny nói, của ít lòng nhiều, cho bao nhiêu cũng được. Mục đích của Johnny cũng muốn quảng bá cơ sở thương mại của quý vị cho những anh em cần biết, cho cộng đồng Việt Nam mình, để mình giúp với nhau. Giống như quý vị biết, anh Vinpy anh không những trong ban tổ chức mà anh còn tài trợ tiền, thì vừa công vừa tiền. Còn quý vị nếu mà không có công thì giúp tiền cũng được, nhưng còn không có tiền thì có thể giúp quà quý vị trong cơ sở thương mại của quý vị. Ví dụ như quý vị có cái tiệm nail thì quý vị có thể cho 20 hoặc bao nhiêu cái gift certificate để cho này có cơ hội quảng bá cho anh em bà con biết tiệm nail của quý vị, và tới đó để mà ủng hộ quý vị. Thì đó cũng là một hình thức mà ủng hộ qua ủng hộ lại. Thì mọi mọi đóng góp Thì đều quý, quý vị có thể đóng góp tiền bạc, có thể cho quà, bởi vì cho quà không có, nó sẽ không mang lại lợi ích cho charity, nhưng mà cho những người đi tham dự họ cũng được một phần thưởng. Để cho này muốn khuyến khích những người tham dự sẽ họ có nhiều, có tinh thần hơn, đó là cái mục đích cũng rất là quan trọng của charity đợt này. Thì anh Vinh Bi nói thêm về chương trình gì nữa ta? không thì cảm ơn Johnny. Thiệt ra thì Vinh cũng muốn khuyến khích bao nhiêu người chơi golf ở Houston trong Việt Nam, cộng đồng của mình. Thì vì Vinh biết là cái Houston Vietnamese Golf Association có trên 100 người, nhưng mà Vinh biết ở Houston này á thì là rất nhiều người chơi golf, nhưng mà cũng không có biết là mỗi cái Hồi charity đó này, mỗi cái hội có cái hội của mình, nhưng mà charity á không có biết là có thể ra vừa chơi vừa vừa vui mà cũng được ủng hộ là một việc cái thiện. cause, làm việc thiện luôn, chứ không phải là mình thì mình chơi như là một tháng thì mấy lần rồi mình không dám nói, nhưng mà thiệt ra thì là cũng ra chơi rồi, nên thà cái có dịp này thì mình cũng rất cảm ơn Johnny là làm cái việc này để cho cái tiền mà mình ủng hộ đó nó go to a good cause. Thì quý vị cũng biết rằng nếu mà quý vị không có cái thời gian hay là có bận một cái gì lý do gì đó, cũng có thể gọi Tuyết Hồng, số điện thoại là 832-767-9160. Thì quý vị có thể gọi cho Tuyết Hồng để mà muốn bảo trợ bao nhiêu, hay là quý vị muốn mua ticket để mà dự cái buổi tiệc ngày hôm đó, thì cứ gọi cho Tuyết Hồng 24/24. Tuyết Hồng sẵn sàng trả lời dù đang ngủ. Ok, thì chương trình cũng hết giờ. Thì để tóm lại, Johnny xin đại diện cho ban tổ chức cảm ơn mọi người, nhất là anh Thomas, là anh rất ủng hộ về trong vấn đề là để đăng ký cho anh em, cũng như anh Vinpy, trong đó có Bảo. Bảo cũng là người trong ban tổ chức, là có rất nhiều người, nhưng mà Johnny không tiện, không có thời giờ để nêu tên hết. Và như có rất nhiều người âm thầm ủng hộ công sức, nhưng mà họ cũng không cần phải nêu danh, nhưng mà Johnny cũng nhân tiện đây gửi lời cảm ơn tới mọi người, và đặc biệt là những nhà tài trợ đã có lòng cho Johnny đặng charity.
Nên cái Johnny muốn nhấn mạnh cuối cùng là mời quý vị tham gia. Johnny bảo đảm là rất vui, còn rất là vui. Nhưng mà có một cái chương trình chung nữa là vừa ăn vui hàn huyên tâm sự, thì xin kính mời quý vị và xin anh chị gửi lời chào mọi người. Tuyết Hồng, mặc dù Johnny Đặng nói là không có bán vé tại cửa, nhưng mà Tuyết Hồng sẽ là cái người mà lo cho quý vị. Thì ra quý vị không có thời gian hay là không có tiện dịp mà gọi hay là mua vé ngay bây giờ, mà tới hôm đó quý vị tới, Tuyết Hồng vẫn sẵn sàng tiếp nhận quý vị. Thành ra mời quý vị cứ việc tới nhé. Nhưng đăng ký trước. Đăng ký trước và để cho mình biết, mình tiện việc là để sắp xếp profit cho đủ mọi người. Thì nếu không có, thì nếu mà mọi người tới đông quá mà tụi này không có chuẩn bị đủ profit thì cũng là một cái điều rất là buồn. Thành ra nếu mà quý vị vì lý do gì đó không thể nói được ngay bây giờ, nhưng mà cũng ráng tới, nhưng mà cố gắng cho Tuyết Hồng biết trước để mà chuẩn bị cho thật chu đáo nhé. Mời anh Vinh. Không thì cảm ơn khán giả của BYN TV cho Vinh và ban tổ chức có dịp này để nói chuyện về cái đoàn Johnny Dang Charity. So mong gặp mọi người ở Quail Valley Golf Course on ngày 22 tháng 5 năm nay. All right, thank you.